Xin mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với vườn mai của em Ngọc để em Ngọc giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống mai ghép giống siêu ôm Sài Gòn, siêu ôm mình lại bên vườn của em Ngọc ha. Cho qua Hồng Thành Tú nữa ha. Hôm nay em Ngọc thanh lý xả hết luôn cho cô chú anh chị mình ha. Còn số ít em Ngọc xả rẻ luôn ha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cái này rất hợp lý, mình ủng hộ cho vườn của em Ngọc nha. Rồi không có thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn em Ngọc để em Ngọc chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chào em Ngọc ha. Em Ngọc chào cô chú anh chị mình nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào chú bác anh chị ạ. Rồi. Hôm nay tiếp tục đến với kênh để giao lưu lô mai giống tiếp tục em ha. Dạ. Rồi vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn, mã số à? Mã số 1B. 1B ha. Dạ. Rồi, giống này siêu ôm Sài Gòn phải không em? Dạ. Rồi. Cái này bình thân là được 12 rưỡi. Chiều cao là được 42. Tán ngang là được 42. Vậy cái này con xin giao lưu là 200. Dạ, 200 ngàn bao ship ha. Đổi cách rồi tiếp theo cây mã số 2B. Rồi. Cái siêu ôm Sài Gòn luôn ha em ha. Dạ. Rồi em thông số cái này ha. Hoành thân là được 13. Rồi. Chiều cao là được 45. Tán ngang là được 43. Rồi. Cây này con xin giao lưu là 180k. Rồi đợi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3B cũng là cây nhị ngọc toàn. Rồi nhị ngọc toàn ha. Hoành thân này là được 13. Bo già coi chú anh chị ơi. Chiều cao là được 35. Rồi. Tán ngang là được 36. Dạ cây này con xin giao lưu là 200. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 4B. Đúng rồi, cây cúc hoa hồng á. Rồi cây này ghép được 3 bo ha. Này tết bấm ngọn đều đều là tết này tàn kẹo lắm nha cô chú anh chị. Hoành thân là được 13, chiều cao là được 44. Tán ngang là được 58. Dạ cây này con xin giao lưu là 200. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 5B. Mã số 5B cũng là một cây cúc hoa hồng. Rồi cái này ghép chín được 2 bo đây ha cô chú anh chị ha. Hình thân là được 13. Rồi mấy cái này tụt cừng nha cô chú anh chị, bên đây thì nó không có dính ha. Về mình ghép lại dùm nhà vườn ha. Chiều cao là được 38, tán ngang là được 48. Và cái này con xin giao lưu là 150k. Rồi 150 ha, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 6B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn. Rồi hình thân là được 11. Rồi bo già cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 48, tán ngang là được 37. Dạ cây này con xin giao lưu là 180k. Rồi, đã cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 7B cũng là một cây nhị ngọc toàn à. Cây này thân co lắc luôn cô chú anh chị ha. Đó, bo già ha, về lấy bo liền ok ha. Hoành thân là được 5. Rồi. Cái cũ là được 17. Rồi. Chiều cao là được 40. Tán ngang là được 51. Dạ cây này con xin giao lưu là 150k. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 98B. 8B cũng là một cây nhị ngọc toàn. Rồi, cây này ghép được 2 bo ha, mã này già nha. Hoành thân là được 12, cái cũ là được 20. Già chiều cao là được 32, tán ngang là được 38. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi, 250 bao ship em ha. Dạ. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 9B. 9B cũng là một cây siêu bông mình loại ạ. Cây này mới ghép em ha. Dạ. Rồi. Bình thân là được 15. Cái này thân co ha, cái này về mình sửa dán bay dán đổ gì sau này mình sửa bay sửa đổ đẹp nha cô chú anh chị. Vô trồng ống ha, sửa đổ đẹp nha. Chiều cao là được 35. Rồi. Tán ngang là được 26. Vậy cây này con xin giao lưu là 450k. Rồi 450 mình bao ship luôn em ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 10B. Cũng là một cây siêu bông mình lại ha. Dạ. Rồi. Cái này có đế luôn cô chú anh chị ơi. Nè. Khá quá ha. Hoành thân ngay chỗ này là được 19. Rồi. Chiều cao là được 48. Rồi, cái này không có tán ngang khỏi đo đi em. Cái này giao lưu như đây em. Dạ, cái này con xin giao lưu là 350k. Rồi, 350 mình bao ship ha. Dạ. Ủa, cũ quá đẹp luôn, xứng đáng cái cũ luôn cô chú anh chị ha. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 11B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn. Rồi, cái này ghép được 3 bo luôn ha. Hình thân là được 12 rưỡi. 3 bo ha, 3 bo. Chiều cao là được 43. Tán ngang là được 40. Vậy cái này con xin giao lưu là 100. Rồi bao nhiêu em? 180k. Rồi 180.000 bao ship luôn em ha. Dạ. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 12B cũng là một cây cúc vạn phúc rồi. Rồi cái này tàn xum xuê luôn cô chú anh chị ha. Cúc vạn phúc ha. Bông siêu to. Cái này đôm rồi nha. Hoành thân là được 11. Ghép già mùa nè. Đôm rồi ha. Chiều cao là được 50. Tán ngang là được 40. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k.
Rồi cái này cuối clip luôn em ha. Dạ. Rồi chào hết luôn giùm anh nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào cô chú bác anh chị. Dạ con mong cô chú bác anh chị ủng hộ cho con ạ. Rồi thì em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Ngọc cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.